Xin chào mừng quý vị và các bạn cũng như các nha sĩ đang theo dõi chương trình của DOE Việt Nam. Như các bạn đã biết thì đồng phục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong ngành y tế. Hàng ngày thì các bác sĩ phải tiếp xúc rất là nhiều với bệnh nhân và đặc biệt là môi trường nha khoa chứa nhiều mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Chính vì vậy thì việc trang bị đồng phục trong ngành y tế là rất cần thiết để hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn của sự lây nhiễm và cũng là cách để có thể phân biệt giữa các vị trí và bộ phận khác nhau. Hiện tại hầu hết ngành nha khoa nhà nước và cả tư nhân đều trang bị cho nha sĩ và phụ tá các loại đồng phục riêng như đồng phục nha sĩ, đồng phục phụ tá, đồng phục kỹ thuật viên, đồng phục điều dưỡng và đồng phục hộ lý. Trước đây khi nhắc đến đồng phục bác sĩ, người ta thường nghĩ ngay đến chiếc áo blue trắng. Tuy nhiên, gu thẩm mỹ của ngành nha khoa ngày càng được nâng cao. Theo đó thì bộ quần áo bác sĩ như hiện nay không còn chỉ đơn thuần là màu trắng tinh khiết nữa, mà còn sử dụng rất là nhiều gam màu khác nhau như màu xanh da trời, màu xanh thẫm. Với đồng phục nha sĩ phẫu thuật thường sử dụng gam màu xanh nhạt bởi chúng làm giảm áp lực và giúp mắt của các y bác sĩ điều tiết tốt hơn khi phẫu thuật. Vậy thì một bộ đồng phục nha khoa đúng chuẩn sẽ như thế nào? Đầu tiên đó chính là chất liệu và màu sắc. Thường được sử dụng những chất liệu mát mẻ, thấm hút mồ hôi nhanh chóng và độ đàn hồi cao, ví dụ như là vải kaki, vải KT, vải cô tông và polyester. Màu sắc trang nhã lịch sự như trắng, xanh và hồng. Thứ hai là dễ dàng sử dụng và dễ dàng trong việc thay đổi y phục. Y tá là đội ngũ phải chạy đi chạy lại rất là nhiều, vì thế trang phục của họ cần phải thật thoải mái, năng động để phục vụ cho công việc nhanh chóng nhất. Điều thứ ba đó chính là đơn giản và tinh tế. Áo blues không cần thiết kế quá cầu kỳ nhưng vẫn phải đáp ứng được yêu cầu, thể hiện được sự thân thiện và gần gũi với bệnh nhân. Tuy đơn giản nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu về thời trang, kiểu dáng hiện đại, phù hợp với môi trường công việc. Và sau đây là những sản phẩm áo blues mà công ty DOE đang phân phối. Các sản phẩm được sản xuất bởi hãng Denmed Thái Lan, một hãng chuyên sản xuất các sản phẩm chuyên dụng trong nha khoa. Đầu tiên là đồng phục nha sĩ. Có 3 mẫu sản phẩm để các bạn có thể lựa chọn, đó là áo blues form dài tay dài, áo blues form ngắn tay dài và áo blues form ngắn tay ngắn. Chúng ta hãy cùng đến với mẫu áo thông dụng nhất hiện nay trong y tế nói chung và nha khoa nói riêng. Đó là áo blues form dài tay dài với thiết kế cổ vest mang đến phong thái chuyên nghiệp và lịch sự. Kiểu dáng khuy cài 5 nút dọc và 1 nút sơ cua bên trong áo được in dòng chữ Delta Vista, chất liệu vải dày dặn với 65% polyester và 35% cô tông. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về phong dáng mà không cần lo ngại về việc trang phục của mình dễ dàng bị nhăn nhúm so với những chất liệu vải thông thường. Ngoài ra thì tay áo với chiều dài chuẩn ở ngưỡng trên cổ tay khoảng 10cm giúp cho nha sĩ thuận tiện hơn trong quá trình điều trị, còn bảo vệ cho áo không dễ dàng bị dính chất bẩn. Được trang bị 4 túi bao gồm 2 túi trên và 2 túi dưới. Hai túi trên được thiết kế với viền ẩn tinh tế, hai túi dưới dạng hộp. Còn về phần đường may thì phần may viền không bị xiên, lệch hay lẹm vào đường tiếp giáp. Logo Dentist được thêu sắc nét từng họa tiết. Hai bên hông đều có đai góp phần tôn dáng cho trang phục. Thứ hai đó chính là áo blues form ngắn bao gồm hai mẫu, đó chính là tay dài và tay ngắn. Đây là thiết kế dành cho nha sĩ yêu cầu sự năng động, gọn gàng, thoải mái. Thiết kế cổ trụ hiện đại nhưng vẫn giữ được tiêu chí lịch sự và chuyên nghiệp. Kiểu dáng khuy bấm 5 nút dọc và 1 nút sơ cua có in hình răng cách điệu. Áo được thiết kế 3 túi hộp, 1 túi phía trên và 2 túi phía dưới. Logo hình răng được thêu dệt tinh tế đẹp mắt ở phần túi trên và túi bên tay phải phía dưới, giúp thiết kế thêm gần gũi và thân thiện. Cũng giống như áo blues form dài tay dài, thiết kế này vẫn giữ chiều dài tay nằm ở phía trên cổ tay khoảng 10cm. Cổ tay có bo thun gọn gàng giúp áo không bị bẩn hoặc cản trở trong quá trình thăm khám và điều trị cho bệnh nhân. Áo blues cũng có thêm thiết kế tay ngắn để nha sĩ sử dụng trong thời tiết mùa hè hoặc yêu cầu sự khỏe khoắn, năng động và trẻ trung. Tổng kết lại thì đây chính là 3 mẫu thiết kế nổi bật dành cho nha sĩ mà công ty DOE Việt Nam đang phân phối. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào website doevietnam.com hoặc liên hệ theo số hotline 090 100 9191. Còn quý vị và các bạn nghĩ sao về 3 mẫu thiết kế này? Đừng ngần ngại để lại dòng bình luận phía bên dưới và đừng quên nhấn nút chuông và subscribe kênh YouTube DOE Việt Nam để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nữa nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!